Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin nóng nhất trong nước mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 7 tháng 8. Kiến nghị 265 dự án phục hồi kinh tế, 9 bộ ngành địa phương xin giảm vốn đầu tư công. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có tờ trình về việc giao danh mục và mức vốn thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và việc điều chỉnh, bổ sung vốn ngân sách trung ương trong năm 2022. Kiến nghị Chính phủ cho phép báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội 265 nhiệm vụ, dự án với tổng số vốn 176.000 tỷ đồng để cho ý kiến làm cơ sở Thủ tướng giao chi tiết kế hoạch vốn, phân bổ vốn theo đúng quy định. Bên cạnh đó, đối với vốn ngân sách trung ương năm 2022 để thực hiện các dự án thuộc chương trình phục hồi kinh tế xã hội và các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay có 9 bộ ngành và địa phương đề xuất điều chỉnh giảm vốn đầu tư công với tổng vốn là 2.827,6 tỷ đồng trong tổng số 16 bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ hết vốn ngân sách trung ương với tổng vốn là 7.751 tỷ đồng. Do vậy, bộ này kiến nghị Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương khẩn trương giải ngân số vốn đã được phân bổ. Trường hợp không có khả năng thực hiện, giải ngân vốn đã được Thủ tướng giao trước ngày 30 tháng 9 năm 2022 đề xuất điều chuyển vốn cho các bộ ngành và địa phương khác có nhu cầu để đẩy nhanh tiến độ dự án đã được giao. Bộ Y tế lập 4 đoàn kiểm tra việc cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại cơ sở y tế. Theo quyết định, đoàn số 1 do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, làm trưởng đoàn sẽ kiểm tra, khảo sát tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc 25 tỉnh, thành phố. Đoàn số 2 kiểm tra vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung 14 tỉnh, thành phố, do Tiến sĩ Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, làm trưởng đoàn. Đoàn số 3 kiểm tra vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ 11 tỉnh, thành phố, do Tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa bệnh, làm trưởng đoàn. Đoàn số 4 kiểm tra vùng đồng bằng sông Cửu Long 13 tỉnh, thành, do Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, làm trưởng đoàn. Các đoàn sẽ kiểm tra lập danh sách các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố, lựa chọn kiểm tra 1-2 bệnh viện trực thuộc Bộ Đa khoa, chuyên khoa. Mỗi đoàn sẽ kiểm tra ít nhất 1 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, 1 bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh và 1 bệnh viện trung tâm y tế huyện. Việc kiểm tra nhằm khảo sát tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh và khảo sát, ghi nhận tác động của việc thiếu hụt này tới chất lượng khám chữa bệnh, sự hài lòng của người dân, nhân viên y tế. Đồng thời, xác định khó khăn, vướng mắc mang tính chất khách quan, chủ quan, đề xuất giải pháp ngắn hạn và dài hạn cho cơ quan quản lý trung ương, địa phương để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Trên 34 sở y tế và 12/21 bệnh viện tuyến trung ương báo cáo có tình trạng thiếu thuốc. Theo tờ trình của Bộ Y tế gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất ban hành nghị quyết về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Qua báo cáo của các địa phương, đơn vị, tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế đang diễn ra tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cụ thể, có 28 trên 34 sở y tế và 12/21 bệnh viện tuyến trung ương báo cáo có tình trạng thiếu thuốc. Các loại thuốc thiếu gồm thuốc kháng sinh dự trữ dùng để điều trị bệnh nhân nặng, thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, một số thuốc tim mạch, điều trị tăng huyết áp, thuốc điều trị sốt xuất huyết, thuốc nhãn khoa, vị thuốc cổ truyền. 26 trên 34 sở y tế và 15/21 bệnh viện tuyến trung ương báo cáo có tình trạng thiếu vật tư tiêu hao, hóa chất. 14 trên 34 sở y tế và 8/21 bệnh viện tuyến trung ương báo cáo có tình trạng thiếu trang thiết bị y tế. Cách kiểm soát khó thở hậu COVID-19. Theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau mắc COVID-19 ở người lớn do Bộ Y tế vừa ban hành, hậu COVID-19 là bệnh lý mới nổi, chưa được hiểu biết đầy đủ nhưng có thể gây nên tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Khoảng 10-35% bệnh nhân COVID-19 mức độ nhẹ, không cần nhập viện có triệu chứng sau mắc COVID-19 cấp tính, bất kể tình trạng bệnh nền. Đối với bệnh nhân có bệnh nền, cần nhập viện vì COVID-19, tỷ lệ này có thể lên đến 80%. Khó thở là triệu chứng hay gặp ở người vừa khỏi bệnh COVID-19. Nguyên nhân gây nên tình trạng khó thở có thể do phổi, tim mạch hay yếu cơ. Khi khó thở, hãy bình tĩnh,
dừng các hoạt động gắng sức và lựa chọn tư thế phù hợp để giảm khó thở, tập thở theo nhịp. Hít vào trước khi hoạt động gắng sức, thở ra trong khi hoạt động gắng sức. Lựa chọn tư thế có thể làm giảm khó thở như nằm sấp hoặc nằm nghiêng đầu cao hoặc ngồi cúi đầu ra phía trước. Người bị khó thở cần tiết kiệm năng lượng và kiểm soát mệt mỏi, tránh bị quá tải. Khi mức năng lượng và các triệu chứng được cải thiện, mức độ hoạt động có thể được tăng dần lên một cách có kiểm soát theo thời gian. Khi khó thở, ăn uống trở nên rất khó khăn, do đó hãy thực hiện theo hướng dẫn sau, ngồi thẳng lưng khi ăn. Ăn uống chậm rãi và hít thở đều. Nên ăn lúc ít khó thở. Ăn lượng ít nhưng giàu năng lượng, nhiều protein, ăn thường xuyên trong ngày. Ăn thức ăn mềm, dễ nhai, dễ nuốt như súp, thịt hầm. Tránh thức ăn quá nóng, quá lạnh. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.